video để các bậc phụ huynh về nhà học cùng với con cái bài mà chúng ta đang học. Từng chữ một sẽ đánh vần từng chữ một. Đây là từ gốc tiếng Anh. Đây là phiên âm cách đọc. Như vậy, chữ đầu tiên, cái từ đầu tiên này gồm hai âm là âm d. Nó gần giống với âm gd ở trong tiếng Việt. Ví dụ như nó khác là chúng ta thè lưỡi ra rồi mới đọc hoặc thè lưỡi ra trong khi đọc. Ghép nguyên âm vào thì chúng ta có Duy, nước mình là Duy thì nước họ Duy, Duy, Dương, Dương, hoặc là Đ, Đ thì cái chữ thứ hai này chữ Ơ, chữ này á, bằng với chữ Ơ của nước mình y xì đó, Đ, Ơ, Đ, 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 thè lưỡi ra bắt buộc, bắt buộc. Nghĩa tiếng Việt thì đây là mạo từ xác định và tùy theo ngữ cảnh mà dịch. Thì ở đây tôi dịch là con. Thứ hai là bè. Đây là chữ, đây là bờ. Ghép âm bờ, e cũng giống nước mình thôi. Còn cả hai cái phần còn lại này nó bằng chữ ở nhỏ nhỏ. Như vậy nó giống chữ ơ bên này, tiếng giống miền. Be cộng ở bằng bè. Nhiều người cũng nhầm sang bia. Be cộng với ở nhỏ. Cái này ai chả biết. Be, be, ở, be, bè, gấu. Một mình từ bè đã bằng con gấu rồi, thêm từ tơ để làm gì? Giờ là con gấu đấy, cái con gấu mà người đọc và người nghe đều biết thì nó là... và tên của các loài vật cũng hay đưa thêm vào cái từ tơ, the bear. Cái từ tiếp theo, cái chữ này có hai cách đọc. Một đọc là à theo tiếng Mỹ, hai đọc là a theo tiếng Anh. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đánh vần là e n an o a n an 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 an. Chỉ khác là chúng ta đừng đọc a n an. Cái chữ a trong tiếng Việt miệng há rất là nhỏ. Ví dụ như mình mà muốn đọc thì an ơi, man ơi, ma, a, an, man, a, ha, pha, kha. Cái miệng nó khá to, apple. Chứ không phải đọc apple, apple nó nhỏ. A, man, han, an. Đó. Thì cái này chúng ta thích chỉ đọc là a, thích chỉ đọc là e. Vì trên tất cả các cái nền tảng thì hầu hết là tiếng Mỹ, vì Google, Facebook hay tất cả các cái nền tảng mạng thì tiếng Mỹ nhiều, nên là tôi hay đọc theo tiếng Mỹ là and, the bear, and và the bee. Tôi lặp lại the, the, b, e, b. Cái này thì tiếng y tiếng Việt đó, b, y, b, b, b. Thì qua đấy thì dạy cho con mình có những cái chữ là một là chữ trong tiếng Anh có chữ d, hai là có chữ
ba là có chữ b, bốn là e, hai cái âm này bao giờ nó cũng đi cùng nhau, e đấy là nguyên âm đôi ghép của chữ e với chữ a. Năm là chữ a hoặc là chữ e. Sáu là chữ y, mi, hi, phi. Chữ y này rất là cao, trong tiếng Anh có ba chữ y. Đây mới là bảng chữ cái, giống như là chữ cái của tiếng Việt mình ấy. Chữ cái của tiếng Việt mình rất hay là, thực ra tiếng Việt mình chữ cái phải đọc là A, B, C, D, đúng không? Thế nhưng mà mình đọc trong tiếng Việt ấy, mình không phải là bảng chữ cái đâu, nó là bảng phiên âm luôn đó. Cho nên có A, B, G, Z, D. Đó. Thì nước tiếng Việt mình là dạy luôn bảng âm rồi. Thì tiếng Anh thì không. Tiếng Anh ở trường ấy là dạy A, B, C là các bảng. Nó cũng giống A, B, C của mình, không không dùng để đánh vần được. Thì trong tiếng Anh nó đâu đó khoảng 60 ấy, 60 chữ chứ không phải 44 cơ bản, nhưng mà biến tấu là tầm 60, mà trong khi tiếng Việt là 29, 29 nhân 2 bằng 58. Vậy tiếng Anh gấp đôi tiếng Việt. The bear and the bee. The bear and the bee. The bear and the bee. Thì các bạn phải nghe theo cái video gốc, đúng không? Nghe theo cái video gốc để mà các bạn bắt chước. À, thì nó được cái ngữ điệu, tức là nó có dấu. Thế sau khi mà bắt được các cái âm đó thì mình quay trở về với video gốc. Ai mà không biết cái video gốc đó, thì bảo thầy giáo gửi link, thì tí nữa tôi sẽ gửi link vào nhóm. Đây, the bear and the bee, thì mình nghe người ta. Đó. The bear and the bee. The bear and the bee. Đó. Mình bắt chước. Bắt chước. Rồi tiếp đấy là cái chữ đầu tiên thì hầu hết là các bạn ấy đọc rồi, sau đó chuyển từ đánh vần sang học thuộc. Tiếp theo, everyone, à sorry, everybody. Đây là e sắc é và âm này là bằng cái ngậm mồm này. É, é, é. Còn này r, i, ri, huyền, ri. B, o, bo, huyền, bò. D, i, đi, huyền, đi. É, ri, bò, đi. Everybody. Khi dạy chúng ta tách âm ra. É, cộng cộng với re đó, thì mọi người hay đọc every, no every, no every, khó nhất ở cái âm giữa này là bởi vì nhiều giáo viên không biết, dạy sẽ dạy linh tinh every 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 f, ngậm miệng bằng là xong f f f every every đó. Âm đó là âm chữ v ở cuối hoặc ở giữa, nó không đọc là v
Every. Còn bò đi thì tiếng Việt rồi, con bò đi, bò đi có thể viết như này, nhưng vì trên máy tính nó không hiện cái chữ O như thế nên chúng ta phải viết như này. À, tại sao? Bởi vì những cái âm này lấy ở đâu ra thì phải lấy ở một cái trang web trên máy tính, tí nữa tôi sẽ hướng dẫn. À, tuy nhiên là các bạn cũng không cần nữa, bởi vì tất cả những cái bài này thì thầy giáo đã đưa ra phiên âm rồi. Đợi khi mà các bạn đạt chuẩn 1 đến 2 năm thì các bạn sẽ tự làm những việc này. Thầy giáo không cần nữa. Everybody, everybody là mọi người á. Hầu hết là các bạn học sinh lớp 1 là chưa đọc được tiếng Việt đâu, chưa ai đọc được tiếng Việt. À, chúng ta có biết đánh vần nhưng mà chưa. Các bạn lớp 2 thì ok rồi. Everybody, no, từ này thì n, ơ và u, ơ đây là ơ và u. Thực ra thì người ta đọc là n cộng với u, n thì nó dài hơn là no, no thì nó ngắn. No, 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 u, no là biết. Trong cái từ no, người ta chia động từ có thêm âm, có cái chữ S ở đằng sau ấy thì đọc là Z, đọc là Z thì đúng là cái từ này phải đọc là N, Z. Tuy nhiên cái chữ này thường người ta sẽ vì đằng sau này Everybody, No thì đằng sau có chữ này. Cái chữ này á, thì đọc chuẩn của nó là The, at that. Tuy nhiên ấy, nếu mà chúng ta đọc như thế thì knows that thì vừa phải đọc âm z lại xong lại quay ra thò cái lưỡi ra để đọc âm that. Nếu chúng ta đọc chậm thì ok, everybody knows that. Tuy nhiên khi đọc nhanh á, thì người ta không đọc như thế. Khi đọc nhanh thì người ta nối âm. Thì chắc chắn là chúng ta học thì nối âm thôi chứ không có. Thì cái âm z nó sẽ ép mất cái âm kia. Người ta đọc thẳng như này. Everybody knows that. Knows that. Là người ta dặn. Thì cái chữ đấy là z. Âm này âm z. Dạ. Mọi người biết rằng bear là con gấu, còn bears là loài gấu, gấu nói chung. À, mọi người biết rằng là chó thì hay sủa, gà thì hay kêu, nó là chung cho các loài vật. Thì đây là bear, bears. Cái chữ S không phải khi nào cũng đọc là S, mà nó đọc phần lớn là Z. Nên là ở trường không có biết đến cái âm Z. Thì cứ nhìn thấy chữ S, mọi người đọc là nose, bears thì không được. Cái đó là sai kinh khủng. Vì nếu như vậy thì chúng ta nối âm là nose, chứ không phải là nose. Bears, à, gấu. L, cái chữ này nè, có hai cách đọc, một là ơ, tức là một thì nó bằng chữ ơ, hai là nó bằng chữ á. Ai thích đọc trong video này người ta đọc là ơ, thì l, ơ, l, sắc lớn, love. Còn nếu ai đọc á, l, á, lá, love đều được cả. Và không bao giờ được quên âm v. Các bạn chỉ đọc I love, à, không, trừ khi các bạn nối âm I love you. I love you thì nó có âm vào view rồi. Chứ còn I love you thì không được. I love you thì được.
I love you thì được, còn I love you thì không, thì mất âm. Thì mỗi một thứ nó mất đi một tí thì người nghe người ta không hiểu mình. Thứ hai là khi mình nghe người ta nói mình cũng không hiểu, không hiểu được. Cho nên là học sinh của mình không nghe được, nói là không nghe được là vì thế, vì mình không đọc đúng họ. Love là yêu. Honey, honey là một từ dễ giống hệt với tiếng Việt. Hờ, đấy vẫn cái chữ này thành á n ăn hờ ăn n i ni huyền nì honey mật ong. Mật ong thì các bạn sẽ phải biết ở đây khá là dài, bắt đầu số lượng âm tăng lên thì dạy các bạn nhỏ thì tôi cố ép trong một tiếng rưỡi khá là nhiều âm. Thì ở nhà thì chỉ không ít thôi. Đó. Có thể dạy mỗi từ bè xong cho nghỉ. Tất nhiên là cứ phải ép dần. Còn nếu không ấy thì ngay cả các anh chị lớp 11, lớp 12 bây giờ cứ cho một nửa khối luôn là không biết đâu. Và phải cay đắng mà chúng ta nói là có một số bộ phận thầy cô cho đến giờ vẫn chưa biết đọc. Đó thì thời gian không giải quyết chuyện gì cả, chúng ta phải đọc đúng ngay từ đầu. Thì ở đây có những cái chữ, ví dụ một là chúng ta có chữ e, như vậy chữ e có hai cách viết, một là e, hai là e, y xì tiếng Việt này. Hai là chữ v và đằng sau ấy, nó đọc là chữ v, ngậm mồm vào nó. Ba là chữ R thì cả hai nước đọc y nhau rồi. Bốn là chữ Y, chữ Y này với nước mình y xì nhau, cũng khác một chút này. Năm là chữ B hai nước y nhau. Chữ O y nhau luôn, chữ O. Sáu là chữ D, chữ D và bảy chữ D của người ta mạnh hơn của mình. D. Ví dụ như mình gọi anh bảo em đi đi. Nào, sao không đứng lại thì đi đi của mình nhẹ, còn người ta là đi đi. Được người ta được, đào người ta đào, người ta dịch bụp bụp bụp. Cho nên cái chữ đu mình đọc là I do, không phải I do, thì người ta cứ phải I do, I do. Tại sao người nước ngoài họ cứ nói I do là bởi vì cái chữ đờ nó dịch bụp cả. Thế còn nước mình cứ nghe thì tưởng cái chữ đờ nước mình là I do. I do chẳng hạn thế. Số 8 là chữ N, N y xì nhau rồi. Số 9 là chữ A ghép với chữ O thì nó gần giống chữ A, nó gần giống thôi chứ nó dài hơn. Ví dụ như mình đọc go 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 go, nó đọc go 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 home go, bởi vì nó có hai âm là nó đọc gơ và u, chẳng hạn go ho mo, đó nó hai âm. Thì nước mình mà âu thì nó ngắn hơn, nhưng khi đọc nhanh ấy thì như thế là cũng ok rồi. Đó. Tiếp theo là âm z, âm này cũng không khó nhưng mà không được dạy. Đó. Âm A và âm A này. Nhắc rồi. 12 là âm ch, âm ch, âm ch, cắn răng vào mà đọc. Đó. Trong cái trường hợp này ấy, thì nó giống chữ tờ Việt Nam, A tờ át, z, át, giáp, bạn giáp là ok rồi. Khi nó ghép với các nguyên âm đơn ấy, thì nó giống với Việt Nam, cho nên chẳng cần dạy. Bears thì có rồi, có chữ L, có chữ L cao thì không khác gì nước mình đâu, L y xì nhau. Có chữ Á hoặc là chữ Ơ, tùy theo trường hợp, chả hiểu làm sao. Họ thích thì họ đọc Á, họ không thích thì họ đọc Ơ. Cho nên cái từ, những cái từ mà nó có hai âm này thì ví dụ như study or study, nó như nhau, không có vấn đề gì.
nó có chữ H. Chữ H thì khắp thế giới giống nhau. Hà đàn thân đã đi thì hết rồi đó. Thì đâu đó cũng có tới 13 rồi đây này, rồi 14 này, rồi 15 này. Đó. Thì các âm nó cũng tăng dần, tăng dần, tăng dần. Thì phải dạy đi, dạy lại. Các âm này nó sẽ quay đi, quẩn lại. À, ví dụ sang dòng tiếp theo. One day. Thì này, W. Á, N, ăn, W, ăn, quăn. Á, N, ăn, W, ăn, quăn. Quăn là một. Để cái chữ này nó có hai âm, đó là chữ để, còn đây là chữ e và đây là chữ y. Tuy nhiên nó sẽ xuống gặp là y thì nó đọc là de cộng y. De y one day, thì khi day thì nó đè với y luôn. One day, one day thì mình ở sang tây cứ khác mình đọc one day, one day nữa, one day thì không, thì nó giữa giữa nó cũng hiểu, nhưng rõ ràng là nó phải lắng tai nó nghe. Thế còn mình đọc one day thì nó chả cần, nó coi như mình với nó là một, thì nó gọi là chuẩn hóa quốc tế. Và đặc biệt là khi thi IELTS thì chúng ta sẽ được cộng điểm về điểm speaking. Điểm speaking thì one day, day, day chứ không phải day, one day một ngày, day ngày. Ở Việt Nam thì không có một ngày mà nó là một ngày nọ, thì cái từ nọ này là mình bịa thêm vào một ngày nào đấy, bất kỳ mình chả biết ngày đó là ngày nào. One day. Mr. Đây là M I mi sắc mi à. Mr. Cái âm M, cái âm I, cái âm I chỉ phát âm trong một giây. Các bạn mà đọc quá một giây thì nó thành sai. Ví dụ như e, ví dụ như he, mi, ki, he, ke. Còn nếu các bạn đọc là mi, hi, hi, ki thì sai rồi. Tức là nó đã 1, 2. Nếu mà chúng ta đếm mà đọc mà nó xuất hiện quá một giây thì không đúng. Cho nên đọc miss nó rất là nhanh. Không ai đọc là miss, không bao giờ được thế. Miss, miss. Cho nên mí một cái thì xì ngay. Miss, no. Miss, miss, miss. Nên nó không là miss, miss. Đó. Nếu mà nó cái chữ y này thì kiểu gì cũng đọc là miss, mi kéo khoảng 2 đến 3 giây. Miss. Thế còn cái này miss, miss nó ngắn. Mister, miss đi sau s thì cái chữ này y xì chữ tờ của Việt Nam mình, cho nên nó sẽ mới đọc là mi cộng s cộng mister. Tơ hoặc tờ, Mr. or Mr. 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 Ở đây cho là tơ đi. Mi, s, tờ, âm mi phát âm trong một giây. Miss gần như đi cùng nhau liền. Mr. 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 Tờ, tơ, thấy không? Mr. Bear. 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 À, Mr. Bear. Miss là một người trưởng thành thôi, người đàn ông trưởng thành. Tầm 13 trở lên Mr. rồi, đúng không? Mr. Bear. Mr. Bear, ông gấu, anh gấu, chú gấu, anh gấu. Mr. Bear. Mr. Bear. Look. Ta có L, đây là L, U thì đọc trong một giây. Look, look. À, và đây có từ in, nhưng mà nó sẽ nối chữ S, nó nối chữ S. In là in, xin, quyền, xin, xin. À, chữ S này bằng với chữ xanh xanh, cỏ xanh xanh, bằng sờ nhẹ. In sin quyền sin look sin look sin look sin như vậy là look 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 cộng với sin. Đây tiếng Việt hết bằng cái từ này u cấu look
cộng sở yên xin huyền xin, giống hệt luôn. Lúc đi ăn xin, lúc xin, lúc xin thì dẻo mồm, dẻo miệng, tốt đẹp lắm. Lúc cho thì chanh chua, lúc xin. Nối âm như vậy, nó không đọc lúc xin thì nó khó, lúc xin thì nó dễ. Và có cái từ has, từ này là âm hờ, nhưng mà nó sẽ không đọc hờ, nối chữ hờ xem này, ép mất chữ hờ, vì chữ hờ nó khó đọc thì luxiness, luxiness, n i n n n, và nó chỉ đọc trong một giây, n n n n n n n n n n, rồi z ness, luxiness, luxiness, luxiness. Look là nhìn, nhìn có chủ tâm đang đi tìm cái gì đấy thì nó là nhìn. Và ở đây là nhìn vào đâu? Nhìn vào, vào trong, in the trong. Đây là tính từ sở hữu là của ông ấy, tiếng Anh nó bị ngược mình chút. Nhìn vào trong cái tủ của ông ấy. Việt Nam mình chỉ cần nhìn vào trong tủ cũng biết rồi, của cái tủ lại phải là cái tủ đấy hay là cái tủ của ai gì đấy, nó rõ ràng hơn. À, cái tủ nó đọc là chữ á, up, bây giờ nó lại là á, cup, hoặc là ơ thì nó là cup, 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 nhớ thấy bờ, ơ, bờ, huyền, bờ, cup, bờ. Như vậy nó là cup này, cộng với những bờ này, cộng với âm đ, đ, đ. Chữ đờ Việt Nam cháu là đọc cuối, chữ đờ nó đọc cuối suốt, cup bờ đ, cup bờ đ, cup bờ đ. Ở Việt Nam á, những phụ âm không bao giờ phải đọc ở cuối, tiếng Anh đọc hết. Ở Việt Nam bỏ hết phụ âm cuối ngay, cup bờ đ. Cupboard là cái tủ, cái chạm. Ở đây xem trên video thì giống cái tủ hơn, giống như cái tủ lạnh. An, an thì dạy rồi. An, an, o, an, an. Nếu bạn nghe em đọc là an được, an được. Chẳng sao đâu. Và hờ y hi, quá đơn giản. Hờ y hi, ông ấy, cái từ này thì đọc là an o a đúng không? Rồi thống nhất bây giờ là a an 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 can sắc can, và phải thêm một âm can. Nó có một cái chữ can là có thể thì nó đọc thấp hơn là can, còn cái chữ không thể thì ta đọc cao hơn là can. Thường người nước ngoài họ sẽ đọc như vậy, thì mình đọc tiếp theo can't, 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 and can sắc can, cộng với can't là không thể, và không thể. Cái từ tiếp theo âm ngậm mồm mà như từ affair, affair, ai, ai là phai, phai, nó là pha với y, nó cũng dài hơn là phai của mình, phai, phai. Và cái chữ n thấp đứng ở đây này thì nó là ưn, ưn, và thêm dấu huyền ưn, nó giống ưn huyền ưn, phai, phai. Âm nó xuất hiện ở mũi, nó nó không phải là fine, nó là fine, 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 fine. Nó lại còn đọc thêm chữ D. Như vậy cái này có ba âm, hầu hết chúng ta chỉ đọc được mỗi fine, mỗi fine, find, find là tìm thấy, find. Chút mật ong nào thì gần hết pin chúng ta sẽ làm nhé. Any, đây là N, N,
LED đó. Chút chút đó. Mật ong là honey rồi, cho nên là không, nó quay lại rồi nhé. Bây giờ tôi đang nói ví dụ chúng ta bỏ cuối có cái từ phải thì các bạn sẽ biết ngay bỏ cuối nó rất là nguy hiểm. Chúng ta dùng chuẩn nhé, dùng chuẩn để đọc thì là chuẩn Google dịch. Chuẩn Google thì các bạn vào dịch bằng giọng nói thì các bạn đọc ở đây xem nó có đúng không. The bear and the bee. Được. Alo. Alo, có nghe thì nói gì không đây? Biết là sang bên này xem, gần hết pin máy của tôi, pin nó kém quá. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Alo, chắc không bắt cái mic này, chưa tích hợp mic này. Rồi, ok, để video sau nha. Rồi, nay tạm dừng đây đã.